Xem kinh dị quá 180 phút. Đây, tớ cho cậu mượn cuốn sách này. Cảm ơn cậu. Có hay không vậy? Tớ thấy hay, nhưng mà không biết có phù hợp với cậu không nữa. Có nhiều chi tiết khá ly kỳ đấy, đừng có sợ nhé. Yên tâm, tớ không nhát như vậy đâu. À, không, không. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả cũng tại quyển sách mà dê cho mình mượn, là mình cả đêm không ngủ được. Đã vậy vừa chợp mắt lại còn gặp ác mộng nữa. Hả? Tóm, lẽ nào đó là tên của con quái vật trong truyện? Không đâu. Anh Thỏ, anh Thỏ, anh đi đâu vậy? Tổm đến rồi. Tổm là ai cơ? Các cậu chạy đi đâu mà hốt hoảng vậy? Cậu còn ngồi đó mà hỏi hả? Mau mau mà chạy đi, tổm đến rồi đấy. Tổm nào? Tổm là ai? Cậu mà cứ ở đó mà hỏi, lát rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà. Chờ tớ với nào các cậu, chờ tớ với. Chuyện gì mà sao các cháu chạy cả đoàn đi đâu thế? Dạ, tổm đến rồi ạ. Ủa, tổm nào? Tổm ở đâu thế? Dạ, cháu không biết. Cháu thấy bạn Sóc bảo thế. Dạ, cháu thấy bạn Thỏ bảo vậy ạ. Dạ vâng, chính cháu nghe thấy. Nó ở hồ đó ạ. Nó là quái vật rất đáng sợ bác ơi. Chúng ta chạy mau thôi bác, kêu nó đuổi kịp bây giờ. Các cháu cứ bình tĩnh. Nào, Thỏ con dẫn bác tới đó xem sao. Nhưng mà cháu sợ lắm bác ơi. Yên tâm, đã có bác, các cháu chớ có lo. Mà có quái vật thật thì cả khu rừng chúng ta chả lẽ không tiêu diệt nổi nó hay sao? Vâng ạ. Thế để cháu dẫn bác và mọi người quay lại hồ ạ. Đó, đó bác ơi, tổm sống ở đó ạ. Hú hồn, thì ra là tiếng quả đu đủ rồi. Đó, các cháu nghe thấy rồi nhé. Đó chỉ là tiếng động của quả đu đủ rơi xuống mặt hồ thôi. Không có gì đáng sợ đâu nhé. Thế mà Thỏ con nói là có quái vật tổm. Tất cả là tại Thỏ con. Thỏ con và các bạn hãy nhớ, khi gặp chuyện gì, nhìn thấy gì đi chăng nữa, thì các cháu cũng phải bình tĩnh tìm hiểu, suy xét, chớ có hấp tấp, vội vã suy đoán, các cháu nhớ chưa? Dạ, thưa bác, vâng ạ. Những mẫu giấy vẽ hình trái tim. Phim dựa trên câu chuyện có thật của cô bé Elena, sống tại Cincinnati, Ohio, Mỹ. Elena, Grace, vào ăn cơm thôi các con. Dạ vâng, chúng con vào ngay đây ạ. Ngon quá, là món bánh quy em thích kìa Grace. Còn đó là món súp bí ngô chị thích. Cảm ơn mẹ vì món bí ngô. Cảm ơn mẹ vì món bánh quy. Món bí ngô vàng sánh nè. Còn bánh. Elena, con làm sao thế này? Tôi rất tiếc phải thông báo cho gia đình tin này. Cô bé Elena đã mắc phải DIP, bệnh ung thư não đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Ung thư não ư? Nó có thể được chữa khỏi chứ? Công nghệ khoa học ngày nay rất phát triển rồi mà, đúng không bác sĩ?
Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh phát triển trong tế bào gốc của não, nên không thể phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Cô bé sẽ dần dần mất đi những khả năng vận động cơ bản, mất giọng nói, rồi tê liệt từng phần. Bác sĩ tiên lượng, Elena chỉ có thể sống thêm khoảng 3 tháng nữa mà thôi. Sao nó có thể bỏ chúng ta mà đi nhanh như thế được hả anh? Từng phút, từng giây của Elena bây giờ thực sự quý giá, và chúng ta không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào của con nữa. Chúng ta sẽ dành hết tất cả thời gian còn lại để con được vui vẻ nhất. Elena và Grace sẽ không biết chuyện này, được không em? Cha, hôm nay nắng thật là ấm. Con sẽ được về nhà với Grace, phải không mẹ? Tất nhiên rồi, con chỉ còn một vết sưng nho nhỏ thôi. Nó sẽ khiến con hơi khó nói một chút, nhưng bác sĩ nói sẽ sớm hết thôi. Và bác sĩ đã đồng ý cho con về nhà. Thật tiếc. Charlie, nằm yên nào. Elena, con thích đọc sách gì nào? Grace. Dạ, cuốn truyện có vẻ hay đấy. Con muốn mua cho em Grace ư? Con thấy tập giấy note này xinh chưa này? Mẹ sẽ mua cho con, để con vẽ vào đây những gì con muốn, những gì con thích làm, được chứ? Ta-da! Súp bí ngô siêu phẩm của mẹ dành cho Elena đây. Con bé vẫn luôn mong muốn có thể khiêu vũ với bố tại đám cưới. Chúng ta sẽ thực hiện mọi điều ước của con bé. Ba tháng sau. Em này, anh thấy một mẫu giấy Elena vẽ trong túi quần của anh. Là của Elena. Con cũng thấy một bức vẽ của chị Elena vẽ. Nó được kẹp trong con thỏ bông nè. Grace, hãy ngoan và nghe lời bố mẹ khi không còn chị bên cạnh nhé. Elena gửi lại lời nhắn cho chúng ta, cho cả Grace nữa. Con bé biết mình sẽ ra đi ư? Cảm ơn bố vì đã khiêu vũ cùng con. Yêu bố. Cảm ơn con. Đó sẽ là kỷ niệm thật đẹp của bố. Con yêu mẹ. Những ngày sau đó, chúng tôi thấy những mảnh giấy hình trái tim ở khắp mọi nơi trong nhà, nhiều đến nỗi đầy cả 3 chiếc hộp lớn. Đến tận 2 năm sau ngày Elena mất, cả nhà vẫn tìm được những mảnh giấy như thế. Những mảnh giấy này là cách con nói với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ ổn mà thôi. Mong rằng nhiều năm sau nữa, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy chúng. Chàng nho sĩ và cốc thần. Ngày xưa, tại bản Mường, có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Nhà cửa chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách.
Làm bạn với chàng, chỉ có một con cóc tía nhỏ bé. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh ứng thí, cóc tía xin được đi theo để bảo vệ và ở bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở lều này cóc nhé. Dạ vâng. Úi, ai kia? Mạch vẫn còn đập. Chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi giống như ta. Ông ai? Con xem bộ, nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là giang phi thì cũng là kẻ bội bạc. Cứu hắn làm gì? Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu hắn chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao. Ông hãy để viên ngọc này vào mũi người chết thì người chết lập tức sẽ sống lại. Ôi, anh tỉnh rồi à? Anh là... Tôi là thí sinh lên kinh dự thi, đi qua đây định vào trú nhờ thì thấy anh nằm bất tỉnh. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi. Ôi, thấy là chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta hãy đi cùng nhau làm bạn trên con đường cho đỡ buồn nhé. Ôi, việc gì anh phải khách sáo mời tôi ăn ở quán sang trọng này chứ? Điều đó đâu sánh bằng việc anh đã cứu tôi đâu. Nhưng tôi có việc này thấy hơi lạ. Lạ ư? Hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy? Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Thật vậy sao? Tôi có thể cầm nó xem một lát được không? À, được thôi. Ôi, nhỏ thế này mà có tài cải tử hoàn sinh ư? Ôi, đánh nhau, sao ai lại đánh nhau ngoài đường thế kia? Đâu, đâu? Kìa, anh làm gì vậy? Con vừa đi một lúc thì đã có chuyện rồi. Mà con đã bảo ông đừng có cứu chữa cho hắn mà. Nếu hắn là người tốt thì các bạn cùng đường chắc đã không bỏ hắn nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn, viên ngọc đó cũng sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua, để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Đành vậy thôi. Nghe cốc nói, chàng nho sĩ xin vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Ôi con ơi, con tỉnh lại đi. Công chúa ơi, nàng tỉnh lại đi. Sao mới một đêm thôi mà con lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi con gái của ta. Bấm hoàng thượng, thân sức hèn tài mọn, không có cách gì để cứu chữa cho công chúa. Tất cả giờ chỉ trông vào duyên của công chúa với cõi đời này thôi ạ. Người đâu, mau dán bảng tìm danh y và thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tìm danh y cứu sống công chúa ư? Sẽ được tuyển làm phò mã ư? Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai tên ăn cắp ngọc đội lớp thần danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin vào, đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra thì ông lập tức đến tàu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. Bẩm hoàng thượng, công chúa sẽ tỉnh lại ngay thôi. Sao rồi hả? Sao mãi công chúa vẫn chưa tỉnh lại thế? Dạ, thần... Tâu bệ hạ, trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Hắn là danh y rộm và là một tên trộm. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Người thả tôi ra, thả tôi ra. Thưa hoàng thượng, đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi. Nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cốc thần. Nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi sẽ xin cứu sống công chúa. Tốt lắm! Nếu nhà ngươi cứu sống được con ta thì ta quyết giữ lời đã hứa.
Ôi, công chúa tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tốt lắm, như lời ta đã nói, từ nay cậu là phò mã. Còn tên danh y trộm, tên trộm kia, hãy mang nhốt vào nhà lao, chờ ngài xét xử. Được vua nhận làm phò mã, nhưng chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm trạng nguyên. Chàng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Phó tể tướng lại càng yêu mến Cốc Tía và luôn giữ Cốc Tía ở bên cạnh mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!